Ngày hôm nay tôi nói về 5 cái level mà John Maxwell có đưa ra ngày hôm nay về lãnh đạo. Cái level đầu tiên thấp nhất các anh chị ơi, đó là level mà theo cái chức danh và vị trí. Và tôi nói các anh chị rằng cái vị trí này không tạo ra một người good leader, một người lãnh đạo tốt, nhưng một người lãnh đạo tốt có thể tạo ra một cái vị trí tuyệt vời, được không nào? Vậy thì cái phần mà nổi ở đây là gì? Cái phần nổi là các anh chị thấy là người ta theo bạn bởi vì bạn có chức danh thôi, bạn có vị trí thôi, chứ thực sự là họ không có muốn điều đó. Và bởi vì nếu vào cái phần của cuối của tảng băng, tức là phần chìm của tảng băng là gì, là họ sẽ cho bạn cái năng lượng cực kỳ ít, cái khả năng họ đóng góp cực kỳ ít các anh chị ơi. Và điều quan trọng là thiếu sự nỗ lực, thiếu cực kỳ nỗ lực, effortless, cực kỳ thiếu nỗ lực. Và điều quan trọng là tâm trí của họ không đặt vào cái công ty của bạn đâu. Cho nên đào tạo lãnh đạo mà theo chức năng, theo chức danh, lãnh đạo mà theo vị trí cực kỳ là sao ạ? Cực kỳ là tệ hại. Bởi vì như vậy các anh chị sẽ thấy là một cái công ty này sao ạ? Ít người cống hiến, ít người đưa ra cái tâm trí đặt vào đó, ít người đóng góp cái ý tưởng, ít người đóng góp khả năng vào. Và mọi người không thích. Và cái phần mà tôi nói các anh chị nhé, cái phần mà dưới của tảng băng á, là mọi người đều không thích theo sau một người nào đó. Và đây là cái lỗi lầm lớn nhất mà mọi người lãnh đạo tạo ra. Cực kỳ thì tôi nói để tôi ví dụ cho các anh chị coi. Ví dụ 4:30 là tôi thấy ở những công ty và nhiều người bên ngoài làm là thường thường thì 5:00 chúng ta bắt đầu tan sở, đúng không? Và 4:30 thì các anh chị thấy là người ta đã dọn sạch mọi thứ trên bàn rồi. 4:30 là mọi thứ trên bàn rồi. 4:45 thì các anh chị hầu như là bắt đầu rồi, người ta bắt đầu rời khỏi bàn. Và lúc đó người ta đi vòng vòng, bắt đầu đi chào hết người này người kia và người ta say goodbye. Và cứ như vậy vào khoảng 4:50, tôi thấy một số người bắt đầu đi toilet. Một số người bắt đầu đi toilet, đi red room. Tôi không hiểu tại sao và lời đó là người ta xếp hàng đi toilet nhiều như vậy. Bắt đầu 4:55 bắt đầu đi vào và cột giày, sửa áo này kia, bắt đầu là gom, bắt đầu chuẩn bị là lấy đồ về rồi. Và khi mà đúng 5:00 bang một cái thì các anh chị thấy không? Người ta đi rất nhanh. Tôi chỉ thấy người ta đi rất nhanh khi mà có một cái tín hiệu báo cháy rồi. Ví dụ tòa nhà báo cháy, cái chuông nó rung lên, nhiều người bắt đầu chạy ra, ùa ra ngoài. Thì bây giờ tôi nói các anh chị, lúc 5:00 của những cái công ty mà theo chức danh, theo title, theo position, theo vị trí các anh chị ơi, thì họ ùa ra rất nhanh và có thể làm bạn bị shock đó. Nhưng mà bạn nhìn ra cửa sổ đi, bạn nhìn ra cửa sổ và nhìn vào cái bãi gửi xe thì bạn thấy người ta đang ở đó, người ta lấy xe rất nhanh và người ta đi đâu đó về. Và cực kỳ là tệ hại điều này, đúng không nào? Để mà các anh chị có cái lãnh đạo tốt thì tôi nói các anh chị, lãnh đạo mà tệ nhất trong tất cả vị trí lãnh đạo và 5 level mà John Maxwell đưa ra là lãnh đạo theo chức danh. Bởi các anh chị sao ạ? Áp lực lên họ thôi. Các anh chị chỉ làm cái điều mà bắt buộc là họ phải làm thôi. Thực ra là họ không thích điều đó, cho nên họ đóng góp cái gì các anh chị tệ nhất. Cho nên những công ty nào mà theo chức năng, theo vị trí thì tôi nói các anh chị là gì ạ? Là cực kỳ tệ hại. Và đây những công ty không phải công ty tốt. Và những người làm việc trong công ty này, những người leader không phải là một người good leader, cái người lãnh đạo tốt đâu. Và lần sau, trong chương trình lần sau, tôi sẽ nói các anh chị về lãnh đạo 2, lãnh đạo cấp độ 3, độ 4 và độ 5. Và đỉnh cao level cuối cùng đó là nhà lãnh đạo cấp độ 5. Hãy chờ những video tiếp theo của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.